Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách ninh măng khô mềm nhé để đón Tết nhé. Thì các bạn chuẩn bị cho mình chỗ này của mình là 250 g măng khô các bạn ạ. À, bây giờ mình sẽ đem đi rửa sạch nhé. Mình sẽ rửa sạch để sau đó mình ngâm nhé, ngâm cho nó lở. Thì sau mình lại rửa tiếp và mình đem đi ninh thật là mềm như thì mình mới nấu được. Đây các bạn, các bạn rửa sạch cho mình phần măng nhé. Đây, mình rửa hết đi để cho những cái bẩn biếc ấy nó hết, sau đó mình mới đem đi ngâm nhé. Ngâm thì cho măng nó nở ra và nó mềm. Khi măng khô này thì phơi rất khô rồi. Cái măng này được gọi là măng lá các bạn nhé. Thì nó mỏng như thế này, nếu mà là măng lưỡi lợn ấy thì nó rất dày. Hôm nay là mình dùng măng lá này thì mình nấu canh măng ấy, nhà mình thiên măng lá để nó cuốn nhiều mỡ, hoặc là khi măng lá ăn thì nó mềm ngon hơn nhé. Rửa hết đi, sau đó các bạn sẽ ngâm nước cho mình. Thế các bạn, xong khi mình rửa xong hết rồi nhá, bây giờ mình sẽ đem đi ngâm cái phần măng này. Khi măng nó lở ấy, thì nó rất nhiều nhá, nên là mình phải ngâm nước ngập và nhiều hơn cả ngập nhé, để cho nó lở ra thì nó mới không bị những cái ở trên ấy, nó mới ngập nước. Cho thêm một chậu nữa. Các bạn ngâm qua đêm cho mình nhé. Đây, mình để này, mình ngâm qua đêm. Các bạn, sau khi mình để măng qua đêm nhé, bây giờ mình sẽ đem đi rửa này. Cái phần nước măng nó đã rất vàng như thế này rồi. Các bạn đi rửa sạch cho mình nhé, để mình đi ninh lên để cho nó mềm nhé. Sạch hết cả phần bên trong lẫn bên ngoài đi. Măng khi mình đã ngâm được một đêm ấy thì là một ngày một đêm măng nó đã mềm, mình dí móng tay nó đã được như thế này rồi. Rồi, khi đã rửa sạch như thế này rồi nhé, bây giờ mình sẽ đem đi rửa bằng nước khác tráng đi các bạn nhé, cho nó sạch đi. Bây giờ mình cho nước lên bếp để mình ninh các bạn nhé. Cho nước vào để mình cho lên bếp mình ninh.
Đây nhá, các bạn ninh cho mình cho nó mềm ra nhá. Sau khi măng mình đun xong ấy, mình lại ngâm qua đêm một ngày một đêm các bạn nhé. Bây giờ mình lại đem đi rửa đi và mình lại đun lại lần nữa để cho ninh để cho nó mềm hẳn nữa ra nhé. Tức là mình phải ngâm 2 ngày 2 đêm và mình ninh cho nó mềm thêm một chút nữa nhé. Đây các bạn, bây giờ mình sẽ thái thành những miếng vừa ăn, sau đó mình sẽ đi ninh lại lần nữa. Khi rửa sạch. Thì Tết thì ở Việt Nam mình thì lúc nào cũng có mắt canh măng nằm đầu các bạn ạ. Canh măng thì chúng ta có thể ninh với xương hoặc là các bạn là ninh với móng giò, chân giò nhé, đều được hết. Cái phần già ấy, nếu mà trên này mà già thì các bạn có thể cắt bỏ đi nhé, nhưng cái măng này nó không bị già các bạn ạ. Mình ninh một lần nữa là nó sẽ mềm thôi. Mình còn sót mình nào mình cắt nốt ra. Với măng này thì chúng ta nên cắt hình vuông như thế này thì hay hơn là cắt dài các bạn nhé. Cái phần lá này mình cứ để dài vì sau khi mình nấu ấy, nó sẽ quặn vào. Rồi, giờ mình sẽ cho nước vào mình ninh lần này nữa là mình có thể đem đi nấu với canh xương được rồi. Đây, mình cho lên bếp mình ninh cho nó nhừ nhé. Đây các bạn, khi mình măng như thế này nhé và nó dừ nốt lần này rồi các bạn vớt ra và mình có thể đem đi nấu được rồi. Rất đơn giản là các bạn có thể làm trong ninh được măng khô nhé để mình nấu canh xương để đón Tết, hoặc là khi nhà chúng ta có cỗ có bàn gì đấy ta cũng có thể làm món này. Nhớ là phải làm ngâm trước tất cả là 2 ngày 2 đêm các bạn ạ. Sau đó thì mình ninh 2 lần thì nó sẽ mềm măng nhé. Đấy, như thế này của mình là măng đã mềm đây này. Và mình vớt ra là mình đem đi nấu được luôn nhé. Đây các bạn, như vậy là mình đã hướng dẫn các bạn cách
Linh măng khô mềm để đón Tết nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo của mình. Các bạn thích có thể like, chia sẻ và đăng ký kênh giúp mình.